Đi xem đội tuyển Việt Nam thi đấu, siêu sao World Cup về gửi tin nhắn làm quen Quang Hải, còn hứa hẹn choáng. Chắc Quang Hải cũng không tin nổi vào mắt mình khi nhận được tin nhắn từ danh thủ nổi tiếng này. Vừa qua, tuyển Việt Nam đã trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt tại tứ kết ASEAN Cup 2019. Sau chiến thắng đầy kịch tính trước Jordan, đáng chú ý trong trận này, thầy trò Park Hang-seo nhận được sự cổ vũ từ một người hâm mộ đặc biệt, đó là tiền vệ Johan, cầu thủ người Pháp gốc Việt ngồi trên khán đài khu cổ động viên Việt Nam để tiếp sức tinh thần cho Quang Hải cùng các đồng đội. Nam danh thủ đăng tải một số hình ảnh trận đấu giữa Việt Nam và Jordan trên trang Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái: "Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội được xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Đất nước Việt Nam hết sức đặc biệt đối với tôi. Cháu yêu bà nội nhiều lắm." Chưa dừng lại ở đó, vì quá ấn tượng với màn thể hiện của Quang Hải nên sau khi xem trận đấu về, Johan còn gửi tin nhắn làm quen và động viên cầu thủ Việt Nam. Mới đây, cầu thủ sinh năm 1997 vừa háo hức khoe đoạn tin nhắn mà siêu sao World Cup gửi cho mình trên trang cá nhân và nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Tin nhắn Johan gửi cho Quang Hải: "Xin chào, anh đã đến xem trận đấu hôm qua và phải nói là rất thích lối chơi của chú em. Cố gắng chơi tốt như thế nhé, anh sẽ quay lại vào thứ năm tới để cổ vũ." Bà nội của anh là người Việt 100% nên anh có một tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam. Quá bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ danh thủ nổi tiếng, Quang Hải cũng nhanh chóng hồi đáp: "Cảm ơn anh rất nhiều, em cũng là một fan hâm mộ của anh. Thật vui và hạnh phúc khi nhận được lời cổ vũ động viên từ anh." Johan là cầu thủ nổi tiếng chảy trong mình dòng máu người Việt, bà nội của cầu thủ người Pháp là người Việt Nam và đã truyền cho anh tình yêu với mảnh đất hình chữ S, vì thế khi đội tuyển Việt Nam thi đấu tại UAE, Johan đã không bỏ qua cơ hội để cổ vũ trực tiếp đội bóng quê hương. Hiện tại ở tuổi 33, Johan đang thi đấu những năm cuối trong sự nghiệp quần đùi áo số, trong màu áo câu lạc bộ Ali tại UAE. Nhân dịp Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2019, tiền vệ người Pháp thường xuyên có mặt trên các khán đài để cổ vũ đội bóng quê hương. Phản ứng của chị gái Linh Nga khi thấy Đặng Văn Lâm giúp đội tuyển Việt Nam bước vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Những thành tích của nam thủ môn trên sân cỏ đã khiến người thân của anh không thể nào giấu được sự tự hào. Tối 20 tháng 1, hầu như người dân cả nước đều dành thời gian hướng về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Jordan trong khuôn khổ giải đấu ASEAN Cup 2019. Theo đó, công chúng đã không ngừng vui sướng khi các cầu thủ nước nhà giành chiến thắng, trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á chính thức bước vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Nhiều người còn nhận định đây là thành quả mở màn cho một năm bội thu của bóng đá nước nhà. Ngoài cái tên Công Phượng thì Đặng Văn Lâm cũng đã được mọi người tung hô không kém. Anh đã có những pha cản bóng xuất thần trên sân cỏ, trở thành người hùng của bóng đá Việt khi góp phần đưa đội nhà tiến vào vòng trong, khiến hàng triệu con tim người hâm mộ vui sướng, không nói nên lời. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nữ diễn viên múa Linh Nga vừa đăng tải dòng trạng thái nói về cậu em họ của mình sau trận đấu đầy căng thẳng. Cô bộc bạch: "Lâm ta của cả nhà, cảm ơn trời Phật. Có lẽ chính người thân của anh cũng đã có nhiều lần ngộp thở khi phải chứng kiến những pha cản bóng vừa qua." Linh Nga còn chia sẻ lại hình ảnh ngày còn bé của thủ môn Đặng Văn Lâm, chân dung anh chàng ở quá khứ với mái tóc xoăn đã khiến nhiều người thích thú. Trong suốt thời gian anh thủ môn tài năng này về Việt Nam để phát triển sự nghiệp bóng đá, thì gia đình Chim Công Làng Múa đã ủng hộ và động viên tinh thần rất nhiều. Bên cạnh đó, hàng loạt các sao Việt như Diva Hồng Nhung, Xuân Lan, Mai Thu Huyền, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến gia đình của Đặng Văn Lâm. Mai Thu Huyền: "Lâm quá đáng yêu và thi đấu vô cùng xuất sắc. Nhờ Linh Nga chuyển lời cảm ơn và chúc mừng của chị tới Lâm em nhé. Hôm nay xem chị cổ vũ và gọi tên Lâm nhiều quá, giờ khan hết cả cổ rồi." Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức trở thành đội đầu tiên tiến thẳng vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Đây là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực của họ. Việt Nam thắng Jordan, Công Phượng bất ngờ nhắc đến người bạn đặc biệt, háo hức chào đón tuổi mới. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, tiền đạo xứ Nghệ đã đăng tải những cảm xúc mạnh mẽ lên fanpage cá nhân.
Chiến thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu, hòa 1-1 sau 120 phút trước đội tuyển Jordan đã giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lọt vào tứ kết tại đấu trường danh giá nhất châu lục ASEAN Cup 2019. Công Phượng là người ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút 51 và đóng góp một phần không nhỏ vào lối chơi của toàn đội. Công Phượng là người ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút 51. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, tiền đạo xứ Nghệ đăng tải những dòng chia sẻ lên fanpage cá nhân. Theo đó, chân sút gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cầu thủ số 12 và bày tỏ cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam giành chiếc vé vào vòng tứ kết. Một tuổi mới lại đến, sẽ có những thử thách đang chờ đợi phía trước. Những năm qua, Phượng chưa bao giờ ngừng phấn đấu để cống hiến trong suốt sự nghiệp. Nếu nói không gặp áp lực là nói dối, nhưng Phượng cùng các đồng đội luôn tìm cách vượt qua tất cả để đem về những thành tích nhất định cho Tổ quốc và phần nào làm hài lòng khán giả. Cảm ơn các bạn, những người hâm mộ luôn sát cánh động viên Phượng vượt qua khó khăn. Tất cả đã giúp Phượng rắn rỏi hơn mỗi ngày, yên tâm cống hiến cho sự nghiệp bóng đá. Và Phượng tin rằng vì có các bạn, Công Phượng của ngày mai sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất. Tâm sự của tiền đạo Công Phượng. Chân sút gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cầu thủ số 12 và bày tỏ cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam giành chiếc vé vào vòng tứ kết. Sau khi đăng tải lời cảm ơn trên của Công Phượng đã thu hút được hàng nghìn lượt quan tâm và bình luận. Đặc biệt, người hâm mộ chợt nhận ra, vừa qua cũng là sinh nhật. Khi bước sang tuổi mới của Công Phượng, ai cũng hào hứng chúc mừng Phượng có một sinh nhật thật đáng nhớ với nhiều thành công hơn nữa. Chúc mừng sinh nhật chàng cầu thủ của chúng em. Chúc anh tuổi mới ghi được nhiều bàn thắng thủng lưới đội bạn. Chúng em luôn ở bên và yêu thương anh, bạn Ngọc Hoa bình luận. Tuổi mới không phải là già đâu anh, mà tuổi mới là để yêu thương nhiều hơn. Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp mà anh đã chọn. Nickname Hoa Bức Tưởng gửi lời chúc tới thần tượng của mình. Trong khi đó, bạn Lan Anh bày tỏ, có lẽ đây là lần đầu tiên Phượng có những chia sẻ dài đến thế trên trang cá nhân. Mình đoán những lời chia sẻ ấy đều là cảm xúc thật của Phượng. Hy vọng Phượng luôn vững vàng ý chí tiếp tục thi đấu tốt hơn và mang minh quang về cho đất nước. Thay mặt 90 triệu dân Việt Nam, mình xin cảm ơn Phượng và đội tuyển Việt Nam. Danh hài từng chê Đặng Văn Lâm đứng sai vị trí, giờ nói gì? Trước đó Đặng Văn Lâm bị chê trong trận gặp Iraq, nhưng giờ đây là điều ngược lại. Trước đó từng không đánh giá cao thủ môn Đặng Văn Lâm trong những pha cản phá bóng chết, nhưng lần này nam diễn viên hài chiến thắng đã phải nhận định lại. Chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam, chiến thắng cho hay, sau khi xem trận đấu tôi thấy sung sướng vô bờ bến. Hôm qua trước trận, tôi có làm thơ và nói rõ, nếu chiến thuật của mình rõ ràng lên thì cứ yên tâm, vì Jordan họ đá theo cảm hứng. Họ cậy thể lực thôi, chứ họ có mỗi một chiến thuật là chuyền xa rồi tạt cánh đánh đầu. Cầu thủ của mình hôm nay biết mình có thể lực hạn chế nên chiến đấu rất chuẩn, cứ đánh trung lộ và kỹ thuật có thừa nên khiến đội bạn bị rối. Trước đó trong trận Việt Nam gặp Iraq, chiến thắng từng lên tiếng chê trách Đặng Văn Lâm đứng sai vị trí và không tự tin khi bắt những pha bóng chết. Nam diễn viên hài cho rằng có thể do tinh thần của thủ môn bị ảnh hưởng vì những tin đồn được một đội bóng nước ngoài mời thi đấu. Khi được hỏi về đánh giá thủ môn Đặng Văn Lâm trong trận Việt Nam Jordan, nam diễn viên hài nhận định hôm nay Lâm chơi rất tốt, phán đoán bóng tốt nên có nhiều bàn cú thua. Trừ pha cầu thủ đội bạn xuất phạt hiểm quá thì không nói làm gì. Nói chung hôm nay Lâm ra vào tốt, nhất là bắt Brandy. Nhiều người nghĩ không có Bùi Tiến Dũng như năm ngoái, thì năm nay người xem sẽ hoang mang trước lượt đá Brandy. Tuy nhiên, Lâm đẩy được pha bóng đầu tiên là tôi thấy rất yên tâm, chắc chắn mình sẽ thắng. Chiến thắng, xem bóng cùng cả nhà trong trận tối qua. Ngày 20 tháng 1, bà xã anh cũng rất hâm mộ bóng đá. Sau khi xem trận Việt Nam Jordan, gia đình anh tiếp tục theo dõi trận Thái Lan gặp Trung Quốc. Chiến thắng Jordan đúng kỷ niệm một năm ngày cưới. Đây là quà Quế Ngọc Hải dành tặng vợ. Tình cảm ngọt ngào mà Quế Ngọc Hải dành cho vợ nhân kỷ niệm một năm ngày cưới đã khiến người hâm mộ trầm trồ ghen tị. Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng kịch tính trước Jordan tại vòng 1/8 ASEAN Cup 2019. Sau loạt sút luân lưu cân não với tỷ số 4-2, dù bị đánh giá yếu hơn đối thủ, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành thắng lợi vô cùng thuyết phục, khiến cả châu Á ngã mũ thán phục. Với riêng Quế Ngọc Hải, chiến thắng này lại càng thêm ý nghĩa khi diễn ra vào đúng kỷ niệm một năm ngày cưới của anh. Sau chiến thắng ngọt ngào, trung vệ xứ Nghệ đã đăng tải lên trang cá nhân một hình ảnh đặc biệt.
cụ thể vì FIFA quy định các cầu thủ không được đeo nhẫn cưới vào sân, nên Quế Ngọc Hải đã quyết định dán một chiếc băng cá nhân vào ngón tay và vẽ lên đó hình trái tim cùng số 1. Đăng kèm hình ảnh, anh cũng dành cho vợ những lời lẽ ấm áp. Kỷ niệm một năm ngày cưới, cảm ơn em vì mọi điều đã diễn ra trong một năm tuyệt vời. Và sẽ thêm nhiều năm như thế này nữa, yêu em, anh sẽ về, nhưng chưa phải hôm nay. Anh chàng cũng selfie cùng Bùi Tiến Dũng và khoe ngón tay đeo băng dán vẽ hình trái tim. Ngoài ra, Quế Ngọc Hải còn tranh thủ selfie với Bùi Tiến Dũng, nhưng cố tình giơ ngón tay với hình trái tim trên chiếc băng dán như muốn thể hiện tình cảm với vợ trên mọi mặt trận, mọi hoàn cảnh. Thậm chí trước khi trận đấu diễn ra, Quế Ngọc Hải đã mua nhẫn kim cương và hoa nhờ một người bạn gửi về nhà tặng vợ. Món quà mà Quế Ngọc Hải tặng vợ nhân kỷ niệm một năm ngày cưới. Vợ Quế Ngọc Hải đã viết trên trang cá nhân kèm theo hình ảnh những món quà của chồng tặng cho mình khiến dân tình ghen tị. Vào thời khắc quan trọng nhất, bà tập trung tinh thần trước trận đấu nhưng vẫn không quên làm em bất ngờ trong ngày hôm nay. Trong một năm ngày cưới, mọi thứ vẫn trọn vẹn như phút ban đầu. Em có thêm một gia đình, một thiên thần, chưa một ngày lễ hay kỷ niệm nào ba quên dành những điều tuyệt vời cho em. Nhưng điều đáng quý hơn vẫn là cách tặng, luôn là những bất ngờ mà em không bao giờ nghĩ tới. Vợ chàng đội trưởng rất hạnh phúc trước sự bất ngờ mà chồng dành tặng mình. Cặp đôi khiến dân tình trầm trồ ngưỡng mộ bởi cách thể hiện tình cảm ngọt ngào.